Vâng, xin chào tất cả quý cô bác anh chị khán giả. Hôm nay thì cơ sở giới thiệu với quý anh chị một chiếc tủ thờ gỗ gõa đỏ hàng đặt nhá. Chiếc này thì nó sẽ hơi khác biệt một chút so với thông thường. Đó là đây là một chiếc tủ được thiết kế theo kiểu đó là cánh mở đằng trước thay vì ở bên hông. Thì đây là một thiết kế rất là độc nhá. Có thể nói rằng thiết kế này sẽ dành cho những không gian nhà mà chúng ta bị cấn ở hai bên như vậy. Chúng ta không thể mở cánh ra, bởi vì nếu mà mở cánh ra bên này là những cánh lớn rất là to, khi mà mở ra thì nó sẽ tốn thêm khoảng 5 đến 60 phân, thì không phải là nhà ai cũng có không gian thừa. Vậy nên thì cái thiết kế này nó sẽ dành cho những không gian hẹp để chúng ta có thể mở từ đằng trước. Và đây thì cơ sở bên em thiết kế chiếc tủ gỗ gõa đỏ hoàn toàn 100% với kết hợp với các phần ô ván cánh được làm bằng chất liệu đó là gỗ gõ Lào quý anh chị nhá. Sẽ có 9 tấm ô chám. Và trên này thì các phần cánh cơ sở cho anh em làm theo tiêu chuẩn đó là những cái bộ lề hơi giảm chấn. Thì với lề hơi giảm chấn thì nó sẽ tự hít cái hành trình cuối nha. Và nếu như em không nói là ở mặt trước này có cánh, hoặc là quý anh chị không bắt tay nắm ở đây, thì em xin đảm bảo với quý anh chị luôn, ít nhất thì sẽ có phải tầm đến có 10 người thì phải 9 người không tìm được cái cánh này. Đó, và nếu như chúng ta không bắt cái tay nắm thì chắc chắn rồi, hơi hơi là khó mở đấy. Đấy, nhưng mà nói chung thì vẫn mở được. Đó, một thiết kế rất độc lạ đúng không ạ? Thì cái sản phẩm này xưởng em hoàn thiện cho khách với giá là 24 triệu. Thì đây là một cái tiêu chuẩn nó khác biệt so với thị trường nhá. Thị trường có thể anh chị sẽ thấy những cái tủ nó cũng giống giống như vậy. Y chang luôn. Có thể là gõ Lào nằm ở giữa y chang luôn. Loanh quanh khoảng chừng 22 23 triệu. Thì cái này nó có một cái chi tiết rất khác thì quý anh chị vào đây cùng xem. Thứ nhất là thiết kế rồi. Cái thứ hai ấy là trên cái tủ thờ, cái này là cái quan trọng. Đây là một cái tấm lóc đình có độ dày là 2 phân như quý anh chị nhá. Đây, rồi cho quý anh chị trực tiếp cái lóc đình này. Bởi vì cái tấm lóc đình này thông thường ấy là người ta sẽ làm với mức độ là 8 ly nhá, 8 ly và ghép nó khoảng chừng 3 hoặc 4 miếng, 5 miếng thành một cái mặt này. Còn đây đó là một cái tấm nguyên có độ dày là 2 phân. Thì quý anh chị hiểu là đây là một cái thiết kế của nó dày nha. Cho nên là cái hàng này ấy, nhiều khi anh chị cứ bảo làm cái hàng của Mộc Lam Huy nó cứ hay nhìn thì giống nhưng mà nó cứ hay bị cao hơn một chút, thì thực sự thì nó cao, nó nằm ở đây đó, nó nằm ở những cái chi tiết mình thiết kế như vậy. Tiếp theo chiếc tủ này thì bên em không có bắt hậu vào, bởi vì em cũng muốn để như vậy cho quý anh chị xem. Những tấm hậu này thì được ghép tổng cộng trên chiếc tủ thờ này. Đây là những cái tấm hậu của nó đây đó. Hậu thì em có cho anh em thợ là đi hậu đi âm hết nhá, cho anh em móc rãnh này đi âm hết này. Đó, tới hồi mà khi cái tấm hậu mà chúng em nhét vào như vậy, đó, nhét được cái cạnh ngang đúng không ạ, và đẩy lên trên đó, cạnh trên có mộng luôn, thì chúng em cứ bắt vít vào đây đó là xong cái phần hậu. Thì hậu thì nó có tổng quan ở đây nó sẽ là 4 tấm như quý anh chị nhá. Đó, 4 tấm là nó sẽ thành một cái tủ. Đó, hậu là bên em làm như vậy. Ở giữa mỗi tấm thì đều có ngàm đàng hoàng để cho tránh cái tình huống là nó bị cong và bị vặn nhá. Chiếc tủ này được thiết kế theo hàng đặt của khách hàng. Và như em đã công khai cái mức giá của nó ngay từ ban đầu, đó là 24 triệu. Chiếc này thì thiết kế nó cũng hay một chút nữa, đó là cái tầng này. Thay vì cái tầng này ấy, bình thường ấy thì người ta sẽ chỉ làm trung bình khoảng đến đây thôi. Đó, hai bên nó sẽ chống ở hai cái điểm này. Nhưng mà ở đây thì cơ sở thiết kế cho khách yêu cầu là làm một cái tầng là một cái mặt bằng suốt luôn. Có nghĩa là trên cái mặt này chúng ta để được tất cả đồ ở trên cái mặt này luôn. Nó coi như là ngăn cái tủ ra làm đôi. Chúng ta để được cả ngăn trên và cả ngăn dưới nhá. Đó. Và mọi người có thể xem ở bên trong nhé. Để chúng ta cùng xem kết cấu của cái sản phẩm này. Để thấy được là cơ sở bên em thiết kế như nào. Trước hết thì cái tủ này hoàn toàn có thể là tháo ra và ráp lại được. Đó, và ở gầm dưới để quý anh chị xem này. Tất cả những cái cây cối cơ sở làm và mọi người có thể xem mặt dưới đó, rất là sạch sẽ và rất là kín. Tấm mặt 2 phân rồi nhưng mà vẫn có cây xà đỡ đàng hoàng quý chị nhá. Đó, tại vì tránh cho cái gỗ nó bị cong vênh đó. Và mặt sau quý chị cùng xem đó, tất cả đều là gỗ thịt hết, không có bất kỳ một cái chỗ nào là gỗ công nghiệp hay là ván ép cả. Trên một cái tủ hàng cao cấp giá trị thì mình làm nó phải như vậy. Vâng, và trở lại cái phần mặt tiền một chút để quý anh chị chúng ta cùng thưởng thức về cái chiếc tủ này và vẻ đẹp của nó.
Thì ở đây sản phẩm được đóng theo tiêu chuẩn mộng kỹ nhá. Một chi tiết nữa quý anh chị có thể xem đó, các cái chi tiết mộng từ ngang đến dọc này, ở bên trên này cũng vậy đó, đều được làm rất là kỹ đó. Rồi cánh thì như cơ sở có giới thiệu đó là lề hơi giảm chấn, vân gỗ rất là đẹp. 9 tấm ô tráng này là gỗ quả lào, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cà te, một cái dòng gỗ rất là đắt. Vâng, và trong những cái sản phẩm tủ thờ ấy thì thông thường bên em vẫn hay được khách hàng yêu cầu là đóng nó dày dặn hơn, cao cấp hơn, giá trị hơn, để quý anh chị chúng ta mang về và sử dụng làm một cái sản phẩm tâm linh, đúng không ạ? Rất là quan trọng. Thế nên thì những cái sản phẩm đồ thờ khi bên em làm ấy thì đều làm rất là kỹ, đúng chuẩn chỉ về kích thước, thông số và chất lượng theo yêu cầu. Sản phẩm này được làm với kích thước tổng chiều cao, ở đây cơ sở đang làm là 1m55, chiều dài của sản phẩm đang được làm đó là 1m53 quý chị nhá. Còn sâu của nó ấy, sâu phủ bề mặt là 71, đó là trên cái mặt đỉnh này. Còn nếu mà chúng ta đo hết đáy này ấy, đo hết cái phần rộng kia ra thì nó ra khoảng chừng 80 mấy 90 phân. Thì đây nó là một cái form lớn nhá. Thông thường là sâu nó chỉ khoảng 60 61 thôi là đã ra cái tủ rồi. Nhưng mà những cái hàng này thì nó thuộc là cái hàng nó chất lượng cao. Mọi người khi xem video nếu được thì chúng ta có thể xem từ đầu tới cuối, vì trong video thì em sẽ tường tận từng cái chi tiết, mình xem từ đầu tới cuối thì sẽ hiểu hết rõ ràng hơn về cái sản phẩm này. Vâng, và cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi. Đây là sản phẩm mộc chưa sơn, bên em mới hoàn thiện thôi. Các anh chị nếu đặt thì hoàn toàn có thể đặt như thế này, bên em đóng xong mộc tới kiểm tra ký nhận rồi mới sơn, đảm bảo chất lượng và thiết kế cũng như là gỗ đúng chất lượng theo yêu cầu của quý anh chị nha. Tránh tình huống quý anh chị mua những cái sản phẩm sơn sẵn không kiểm tra được gỗ và chất lượng, rất đáng tiếc cho quý anh chị cho những sản phẩm đắt tiền. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.